cứ một hành vi, tí nữa hành vi thằng giám đốc cũng vậy, hành vi của cái con thủ quỹ cũng vậy, các bạn không thấy được, cái thằng giám đốc cũng không thấy được cái vai trò đặc biệt một hành vi của thằng bảo vệ. Như vậy một hành vi của con người nó có hai tác dụng. Tác dụng số 1, đó là mục đích của hành vi, nó đạt cái mục đích ấy thôi. Thế bây giờ trông xe, anh gửi xe vào kia, xếp vào, thế xong, cũng là câu nói đó. Vậy thì hành vi của tôi là bằng mọi giá cho các bạn hiểu. Nhưng mà con người ta nó quên một điều tối tối quan trọng, là cũng là hành vi tôi làm cho các bạn hiểu, nhưng trong hành vi của tôi nó phải kết hợp để làm bằng được, là khi bạn làm một cái hành vi để đạt mục tiêu của bạn thì cũng là lúc bạn vẽ hình ảnh. Tôi làm với các bạn, tôi đang ngồi thế này, tôi đứng phắt dậy, tôi nhiệt tình như thằng sắp chết ấy. Không khác gì con lên đồng cả. Và các bạn thấy rất là vô tình. Không phải đâu. Cái nhiệt tình ấy tôi đang vẽ vào não các bạn. Tôi giữ ý từng giây, tôi không ăn cắp một giây đồng hồ nào của các bạn khi các bạn đóng học phí cả. Đó là cách tôi vẽ hình ảnh. Các bạn không nhận ra. Như vậy trong một hành vi luôn luôn nó chứa chấp hai cái mục tiêu. Một, phải được việc. Và hai, sau khi được việc thì hình ảnh của mình trong não người ta phải cực tốt. Khi nó xích ma nhiều lần như vậy thì cái não nó cứ hằn xuống, hằn xuống, hằn xuống. Thì lúc đó mình nói bậy người ta cũng tin. Cho nên các cụ nói một lần bất tín, vạn lần bất tin là thế. Mày đã bất tín một lần, cái não họ quẹo sang bên trái, bây giờ mày vẽ lại cho thẳng. Không phải đâu, bản chất tao không phải thế. Mày nói rời nó cũng không thay đổi được. Mà mày ấy, phải vẽ liên tục thì nó mới thay đổi được cái đường đó. Đã một lần bất tín thì vạn lần mày vẽ cũng hoàn thuận nữa rồi. Thì các bạn rất tùy tiện trong một hành vi. Cho nên vừa đạt mục tiêu mà vừa có ý đồ vẽ. Các bạn à, trong một hành vi đó thì bạn mới tạo ra thương hiệu. Đấy. Khi mà thương hiệu của tôi rất to, tôi mới có thể bình luận thằng dông được. Người ta gọi là level đánh giá. Tôi đủ sức để tôi đánh giá. Mình thì như cái đuổi ươi mà đi đánh giá người khác. Ngu hữu hạn thôi chứ. Những cái hình ảnh như vậy các bạn không làm, cả đời các bạn đến lúc xuống quan tài người ta khóc lấy lệ thôi. Chứ còn trong thâm tâm ấy, mày chết thống đấy, để anh em người ta còn sống. Tôi nói thật chứ. Nó không hiểu cái đại họa ấy. Xong đến cuối giờ thế nào cũng nói chuyên đề này hay quá. Thế chuyên đề hôm qua cũng thế à? Cho nên là vì vô học cho nên chuyên đề nó cũng thấy hay là thế. Phải hay. Đấy. Để có thương hiệu người ta phải vẽ thương hiệu. Vẽ thương hiệu là vẽ qua động tác từng ngày luôn. Ăn mặc, nói năng, động tác, nó gieo vào não người ta với một tần số liên tục lặp lại. Thì người ta thấy à, thằng này là như vậy. Thế người ta có một niềm tin, ông yên tâm. Thằng khác chứ thằng này là 100%. Mày cần tao cá mạng tao. Thằng này nó không chơi cái trò như mày nói đâu. Lúc đó bắt đầu bạn có thương hiệu. Các bạn ạ. Cho nên thương hiệu nó là như vậy. Tiếp tục. Nói một cách dễ hiểu nhất. Nói một cách dễ hiểu nhất. Thương hiệu là những điều người ta nói về mình, là những điều người ta nói về mình sau tấm cửa kính. Các bạn à, nếu các bạn nghe lọt được, đấy mới là hình ảnh thật của bạn. Và bạn đã vẽ vào não người ta cái điều đó. Còn trước mặt bạn ấy, gớm, nó khen đến tận mây. Nó cần tiền ấy, nó lạy mày nó cũng làm. Nó vì lương, thằng sếp nói, chửi nó cũng làm.
mồm nó vẫn ca ngợi, ra tận sân bay đón tận cửa máy bay luôn, nhưng vừa đón vừa chửi. Cho nên ở trong phòng nó khen mày, nó ra ngoài kia nó biết an toàn rồi, nó mới tâm sự với con Hoàn. Cái thằng chó, mày đừng hiểu lầm tao, lúc nãy tao vâng dạ thôi. Hình ảnh của bạn là vậy, bạn không ngon như bạn nghĩ đâu. Vậy thì các bạn hiểu cho, cả một cuộc đời là quá trình xây thương hiệu đấy. Mà xây thương hiệu là nó làm từng động tác. Và kết quả là cả một cái đội hình lớp đông như thế, thằng nào cũng có tiền, toàn những thằng trưởng thành ấy. Thế là đi xuống Hội An chơi, mà một cái thằng danh con là cái thằng An 30 tuổi, nó xuống nó xử sự rất là đẹp, rất là trưởng thành. Và đứng trước tình huống đó, tôi có bao giờ tôi nói đâu, tôi buộc phải can thiệp. Nhưng rất may là anh Trọng, anh rất là nhanh. Cái gì thì cái, họ có tấm lòng hãy đón nhận, nhưng tuyệt đối không được lạm dụng. Cho nên từ chuyện tiền bạc cho đến là nhà ở phải rất giữ ý. Nhưng mà cái thằng An nó vẽ một hình ảnh quá đẹp, không phải cho tôi mà cho cả lớp. Các bạn à, đẹp dai mà vẽ hình ảnh tốt. Các bạn à, thì với hình ảnh đó thì tôi phải bênh nó chứ. Tại vì nó vẽ cho tôi một hình ảnh quá đẹp, chơi quá đẹp thì. Đấy là những ví dụ sống động về thương hiệu của các bạn ạ. Và các bạn có thể nhận xét tôi nhiều lắm, vì tôi vẽ hình ảnh nhiều cái nó không ưng. Nhưng những hình ảnh chính ấy, các bạn không cựa được. Tha hồ các bạn, vì với nhau về hệ giá trị, với nhau về cá tính là bình thường. Nhưng mà nhiệt tình thì các bạn không thể nghĩ khác được. Đấy là cái tôi vẽ vào não các bạn. Cái sự tận tâm là phẩm chất về thái độ, các bạn không trách tôi được. Cái thương hiệu về trách nhiệm các bạn không thể trách tôi được. Tôi hiểu rất rõ vì tôi chủ động tôi vẽ cái đó. Còn đứng về mặt chuyên môn, các bạn khen tôi nữa thì tôi cũng chả cần. Lý do là tôi tự khen tôi rồi. Cả đời tôi như vậy. Vì tôi hiểu rất rõ chất lượng chuyên môn tôi đang giảng. Và các bạn phải vẽ rất nhiều lần, không có được sai hẹn đến một giây. Đúng giờ là 100 trên 1 thì may lắm ấy, hình ảnh nó bắt đầu nó mới hình thành. Còn dân vẽ hình ảnh họ hứa, nó hứa mà nó làm chết liền. Xong đến thứ hai là nó vẽ hình ảnh họ điêu thành thương hiệu. Sau đó nó vẽ thành thương hiệu họ đều. Cứ mở mồm ra là thấy chất đều ở trong. Không cần đều nó vẫn đều, không cần nói dối vẫn nói dối. Nó thành một thói quen của thương hiệu này. Các bạn ạ, cái ngu xuẩn nó nằm ngay tưởng trong cái tưởng, nó tưởng là khôn ngoan ấy. Đấy. Thế mà một ban lãnh đạo mà như vậy, lính nó khinh chẳng hết. Người tiêu dùng mày có mang hàng ra, nó phải mày bán, nó mày chụp một đằng giống mày bán hàng một nẻo đúng không? Mà không phải thế, người ta vẫn tin thế. Các bạn ạ, không hiểu gì cái đó cả. Cho nên làm cái con đàn bà nó còn khó gấp bội lần. Ngồi đâu là trai nó súng vào. Nhưng bảo có lấy em không? No. Bởi vì hàng ngày mày vẽ ra thương hiệu 100 thằng như vậy, không bao giờ nó lấy đâu. Nhưng có vẻ con này rất là dễ, nó sẽ xông vào. Ngu ngay trước mắt này lại cứ tưởng nhiều thằng thích mình lắm. Đó là tín hiệu của thương hiệu rất xấu rồi đấy. Thì đấy, Trần Kim Thương nghe đoạn này tâm đắc cái gì mà thấy cả tóc cả đầu cũng gặt là sao? Dạ. Em thấy cái vấn đề mà vẽ hình ảnh đó thầy, thì nó rất là đúng với cái cách mà thầy đã chia sẻ. Bởi vì cái lằn mà nó nằm trên não người ta thì không thể nào xóa được. Và nếu mà làm đẹp đó thì nó mang lại một cái điều kiện rất là tốt. Nhưng mà nếu mà làm xấu đó, thì em nghĩ là đúng như thầy nói là cả đời không thể nào không xóa được. Thì thế bây giờ đến tuổi này rồi, chạy nửa cuộc đời rồi mà vẫn không ý thức được. Thế bọn trẻ nó không ý thức được thì nó còn có thời gian điều chỉnh. Mày già đầu mà còn ngu, ngồi xong quát xong chồng cái đít lên, mặc bộ com lê xong tự cho mình là lãnh đạo cao cấp.
Tôi nói tất cả là từ vô học mà ngồi trên cái ghế giáo hoành tráng, nó hiện diện khắp. Các bạn đã học tôi, các bạn đừng rơi vào cái mẫu ấy. Các bạn không ngon như các bạn nghĩ đâu. Luôn phải dặn mình điều đó chứ. Trường Doanh Nhân PR.